chui hết rồi, liền lạ 47 lên đẹp trai hết rồi anh em ơi. Cái màu đỏ của City. Xin kết thúc video này. Này tiếp tục cho anh em ơi. Bây giờ mình xem lại cái màu đỏ của quay chia sẻ anh em xem ha. Cũng vệ sinh sạch sẽ vậy, bây giờ mình thâu lót lên. Lót lên xong cái mình kiểm tra cũng xe nào cũng vậy anh em ơi. Cũng cà rửa vệ sinh sạch sẽ rồi thâu lót lên rồi mình kiểm tra test lại. Cái liền lạc hoàn là lên màu. Đây trước của mình té lại cái nữa cái lên màu luôn anh em ơi. Giờ lót lên nữa anh em ơi. Anh em cứ thâu lót lên vậy cho mình mấy chỗ này nó chưa liền nè. Mình chà mình sẽ bọc như vậy nè. Cái bọc giờ cho mình chà liền lại cái nữa cái giờ lên màu luôn anh em ơi. Lên lót màu cái nữa cái mình lên màu. Anh em cứ lót màu hồng phấn như vậy nè. Màu đỏ nè, đỏ DD rồi anh em lót ở City nè. Anh em lót màu hồng phấn về cái đầu lên màu đỏ ha. Cái mà bọt nó không liền tay trước mất thịt nè, mình đắp cho liền lại rồi chà xuống lần nữa rồi lót bọt giờ đi thổ lót lên em ơi, lót cái nữa cái lên màu đỏ luôn lót lên trước luôn em ơi, lót khác cái màu lên liền cái
giờ đó liền hết vậy đi. Cái màu hồng lên màu hồng phấn về cái giờ mình đi pha màu thổi lên, pha màu đỏ thổi lên, có lên đều hết màu hồng phấn nó đều hết liền hết vậy cái. Bây giờ đi pha màu đỏ thổi lên nha mình. Giờ có màu lên anh em ơi, anh em cứ lót hết cái màu hồng vậy ha, liền màu hồng vậy mình cứ màu lên. Có cho liền test liền như thế giờ là có màu đỏ lên anh em ơi. Em ơi, không những cái năm giờ đi pha keo thổi lên, pha keo thổi lên nữa là 47 đẹp trai nữa là xong anh em ơi. Keo lên anh em ơi, em cứ thổi màu hết về cái giờ keo lên á. Thì trên cái mỏ mà sàn này không trơn, không có trước phòng sàn này không trơn, keo này lên.
ông Mỹ được đây là gì? Trồng hai nước kêu nó bóng đẹp. Mũi sơn có cái dạng đầu mũ không anh em ơi, trường nó mới sơn dạng đầu mũ cho nó mới lại không, trường nó còn mới. Chui.